Ok anh em nhé, chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái con Acco Mode 001 của tôi sau nửa năm sử dụng. Xin chào mừng anh em đã quay trở lại hoặc là đến với channel của tôi BTBN. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về con bàn phím của chính tôi. Rất là lâu rồi tôi không quay trở lại channel này, thế nên là hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái review nhỏ nhỏ ở đấy anh em nhỉ. Trước mắt là cái đập đầu tiên vào mắt anh em, đó là cái set keycap. Thì đây là cái set CMK Jamun anh em nhé. Set này thì nó clone từ cái bộ mà CMK Jamun với giá là khoảng tầm hơn chục triệu gì đấy. Nghe bảo thế, những anh em chơi bàn phím high end thì sẽ sở hữu cái set này hàng real đến từ GMK. Còn anh em mình thì chơi hàng CMK thôi. Giá mua cái set này nó cũng chỉ rơi vào 650.000. Và cái chất lượng ABS double shot của con này cũng khá là ok. Nó cho một cái cảm giác gõ khá là mềm mại. Âm thanh của nó cũng khá là nhẹ nhàng. Nó không được giòn mà không được đanh như là những cái set PBT double shot này em. Nó chỉ là ABS double shot. Tuy nhiên là nó cũng khá là dày. Thì cá nhân tôi thấy là cái set này PCP của nó khá là ổn. Đối với Squid thì sao? Squid tôi đang dùng cho con kit này đó chính là TTC Ace. Trước khi tháo nó ra thì anh em có thể nhìn thấy cái LED diffuser này của nó khá là sáng. Sáng trưng luôn ấy, tại vì nó hắt trực tiếp cái bóng LED từ dưới PCB lên. Và đây là một cái mảnh nhựa trong suốt lồi lên nên nhìn nó rất là sáng luôn. Đây, cho anh em xem cái con TTC Ace, một con Squeak màu xanh lá mạ. Và có giá bán ngoài thị trường rơi vào khoảng tầm 15 đến 17 nghìn. Con này là một con Linear với lực nhấn là 60g. Cái bottom mount của nó chắc là tầm 7 mấy gram gì đấy. Actuation fork của nó là 60g nhé. Và lò xo của con này là lò xo dài, hai lò xo hai stage ấy. Rất là mảnh. Để mà nói về những cái ưu điểm của con TTC Ace này thì nó rất là nhiều ưu điểm. Cái thứ nhất là nó là một con switch cao cấp nên là rất là mượt. Tôi chưa hề loop lại gì, chưa hề mốt lại gì. Đây là switch stock và tôi dùng thẳng luôn. Rất là mượt. Âm của nó thì kiểu dạng âm quacky. Rất là rõ ràng, rất là hay và gọn. Không hề có một tí sạn nào. Không có tạp âm nhiều lắm. Anh em khó tính thì nói là con này cái lò xo của nó hơi ping một tí thì nên lắc lại bằng Crytop 405. Một điểm cộng nữa của con này là có cái LED diffuser này. Nó khiến cho tôi có cảm giác là đây là một con switch rất là cao cấp. Và nhà TTC, tôi không biết là có cái nhãn hiệu switch nào họ làm switch và có cái LED diffuser này giống như là TTC không. Nhưng mà phải nói là TTC họ làm cái diffuser này rất là xịn, thật sự rất là xịn. Như kiểu tôi có nhớ rồi, có Razer nữa. Razer cũng làm cái LED diffuser như kiểu này. Nhưng mà switch của Razer thì chắc là thua TTC này rất là nhiều, rất là nhiều level. Còn một cái điểm nữa để mà nói về con switch này ấy, thì nó không bị cấn mạch xuôi, mạch ngược nhá, không bị cấn mạch ngược. Như là cái set keycap này là một set cherry profile.
thì đây tôi sẽ thử cho anh em xem đối với cả mạch ngược thì nó có bị cấn tiền không nhá. Tôi sẽ lắp cái nút A này với cả con này theo cái chiều ngược, theo cái chiều của con bàn phím này này vào đây. Ok, không cấn anh em nhé, tháo ra rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với mạch mà xuôi ấy, cái mạch south facing ấy, thì nó lại bị cấn. Đối với mạch south facing và mạch xuôi thì, con switch này lại cấn cái bóng led anh em nhé. Đó, cấn chặt luôn. Ok, đặt lại. Ví như tôi tháng này hết rồi anh em ạ, chán lắm. Còn để mà nói về cái kit mod 001 này thì tôi cũng chưa mod gì cả, ngoài cái việc là thay cái bộ stop stop của nó đi. Thì cái bộ stop mới mà tôi thay cho cái con kit này là stop stop của MK870, một cái kit có giá rẻ hơn cái kit này gấp 3 lần, nhưng mà stop stop của nó rất là tốt. Đó, thì cạnh người chơi hệ lười tôi cũng chưa mốt lại gì cả, cứ thế lắp vào chơi. Còn đối với kit này thì pha phủng các thứ ở trong thì tôi cũng chưa hề mở ra để tôi mốt lại. Tại vì tôi nghĩ là nếu mà mốt lại thì nó có khi nó lại không được theo ý mình. Bây giờ mình gõ như thế này thì âm nó phải nổ nổ một tí thì mình mới ưng được. Còn mốt 001 này là một cái kit nhôm mà có thể nói là có cái PGP rất là ổn, rất là tốt. Để mà so sánh với cả KBD75V2 thì tôi thấy con mod 001 này ngoài cái mạch ngược ra thì mọi thứ nó đều có cái ưu thế hơn. Cá nhân tôi dùng KBD75V2, nó cái layout 84 của nó cũng là một cái layout mà khó dùng hơn TKL rồi. Ừ thì nhìn nó cũng chơi cái cáp lên cũng có thể là đẹp hơn đấy, nhưng mà tôi vẫn kết cái quả mod 01 này hơn, hoàn thiện tốt hơn KBD75V2. Bây giờ thì chúng ta đến cái màn sound test cho anh em nghe thử âm thanh của con này nhỉ.